Ôi, chào tất cả các bạn đến kênh Bình Thuận Yêu nha. Hôm nay kênh Bình Thuận Yêu cũng chia sẻ với tất cả các bạn là chiếc lưới gút của Cà Ná các bạn đang tăng tốc về cửa cảng Bình Tây các bạn ơi. Rồi mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh Bình Thuận giúp Yêu trong suốt thời gian qua rất là nhiều luôn nha. Thì mình cũng chia sẻ với tất cả mọi người là những mẫu ghe ra vào cửa cảng đẹp để lưu giữ làm kỷ niệm nha. Thì khi mà anh em cô chú xem được clip vô ủng hộ tặng cho mình một shop luôn nha. Và những gì kênh Bình Thuận Yêu Yêu còn thiếu sót thì tất cả mọi người cùng bình luận và góp ý cho kênh Bình Thuận một ngày một phát triển hơn nữa nha. Đó, chiếc lưới gút của Cà Ná đang tăng tốc thấy khủng không các bạn. Này là hơi bị khẩm anh nha các bạn ơi. Cái này mà buổi sáng đó các bạn lên ghe nó bầu trời nó không có đẹp cho mấy các bạn. Lưới gút Cà Ná đang chạy tốc độ rất là khủng về cửa cảng các bạn ơi, quá khủng mà chạy kìa, chạy tốc độ khẩm cá lắc lư. Các bạn thấy ở phía xa xa cặp cabin không, đó, những khay cá đầy đầy luôn các bạn, thấy ghê gớm không? Lưới gút cái trụ màu xanh là thấy là đẹp mà đó các bạn ơi. Đó, thấy không? Nên là phải xúc ông đang tăng tốc của cửa cảng các bạn. Hôm nay ngoài cửa cảng đường sóng gió không có lớn các bạn, sáng sớm không có lớn cho mấy nên ghe chạy ghe rất là em mua cặp lưới gút của Cà Ná các bạn. Họ không thẳng tiến về cửa cảng này sẽ chạy ghe quá tốc độ nha các bạn ơi. Họ số hiệu là 91223TS nha. Họ đang tăng tốc về cửa cảng sau những giờ đánh bắt ngoài khơi. Các anh là thu về cho mình những chiến lợi phẩm là những ghe khẩm cá luôn các bạn, ghe không chạy kìa, mặt ghe mở rất là đẹp các bạn, lớn à. Đa số ghe về đây đánh bắt toàn là ghe Cà Ná rất kích rất đẹp bạn không, bóng loáng sạch sẽ bạn không, nhìn thấy là nói chung là ok, quá xịn sò luôn các bạn ơi. Thì mình cũng chia sẻ với anh em những không khí bầu trời của cửa cảng Bình Tây cho các bạn xem luôn nha. Thấy tăng tốc ghê các bạn ha. Ồ, mặt ghê hơi bị đỉnh các bạn ha. Quá đẹp các bạn ơi. Chạy khẩm cá mà ghe đẹp chạy cái này là thấy hơi bị đuối nữa các bạn. Anh đã hiểu tình em luôn nha. Thôi phê các bạn ha. Ồ, quay hôm nay nhìn thấy phơi không, khẩm tải cá luôn các bạn ơi. Là lưới gút Cà Ná đó các bạn. Ở những chiếc xuồng này đang chờ chỉ để lên sang cá bạn ơi, chứ những ghe này đa số là ít có lên trực tiếp cá lên cảng các bạn. Thì đa số là nằm ở ngoài cửa cảng nhảy lên cá xong xuôi rồi là lấy đá lạnh là ok các bạn, nước ngọt nó là ok luôn. Có chiếc lưới gút Ninh Thuận phía sau cũng tăng tốc dữ dằn lắm các bạn, thấy không? Ghê không, chạy hai ghe che nào chạy cũng ghê thế mà. Các bạn thấy khẩm tải cá rồi thấy ghê gớm không, nó được khéo với hầm lên chưa hết rồi đó các bạn. Thì do xăng dầu vẫn lên giá thì anh em đi ra khơi đánh bắt chúng với mình cũng rất là vui và lây luôn các bạn ơi. Khi về thuyền đầy khoang cá mình thấy là cảm thấy là rất là ok, chia sẻ với các bạn xem. Chiếc lưới gút này cũng tăng tốc ghê lắm các bạn thấy không. Đó, chạy rất là quay không lẫm liệt luôn nè. Nãy ghê ghê sơn màu xanh màu xanh đen gì nó màu xanh các bạn thấy không, nhìn rất đẹp không, chạy tốc độ rất là ác luôn các bạn ạ. Này trụ màu trắng nha, mà ở dưới màu gốc màu xanh trên màu trắng các bạn thấy. Ồ, nhìn rất là phong độ dáng chuẩn đẹp luôn bạn, sạch sẽ. Đây là ghe đoàn cặp ghe lưới gút của Cà Ná các bạn nha. Ồ, chạy ghe dùm các bạn xem cho các bạn phê chứ. Cái phao nó không nhìn thấy biển số bạn. Thì đa số những ghe này về đây đánh bắt đều là đặt máy giăng ma nha mọi người, chạy rất là khiếp luôn các bạn. Ở phía xa cũng là chiếc
và ly gút hồi nãy bạn lên cá bằng sang cá ăn xuồng các bạn, chứ không có trực tiếp đó. Ở phía xa cũng là chiếc lưới pha súc của cà ná luôn các bạn ơi, phải không? Đây cà ná đó các bạn, thấy mà mờ mờ các bạn, chứ nào đây vẫn là nên thận đó các bạn. Thì mình cũng chia sẻ với tất cả các bạn những mẫu ghe đẹp để cho tất cả các bạn cùng xem nè, và những gì mình nói còn thiếu sót hay là sơ xuất gì, tất cả mọi người cùng góp ý kiến cho kênh mình Thuận Giáo Viên phát triển thêm hơn nữa nha. Có nhiều khung cảnh mình lấy hơi xa bạn, nó lắc thì anh em cũng thông cảm cho mình nha, vì ngoài này đứng gió rất là lớn các bạn ơi. Thì các bạn xem thấy hay và ủng hộ rồi chia sẻ với mình thì tặng nhìn một sub để cho mình có động lực và thần thái ra những clip mới, để có động lực và niềm tin nữa. Ồ, bạn thấy chiếc pha súc này quá đẹp mà các bạn, cây kia đó là cái cây chỗ mà gần cái đèn thay xa là cái cặn này các bạn, để cặn lưới ra các bạn, cái cọng dây đó là để thu lưới vô. Mình cũng chia sẻ với anh em luôn, những gì mình biết thì ít thì mình chia sẻ ít, nhiều thì mình nói nhiều cho các bạn xem luôn. Thì tất cả anh em cùng góp ý để cho mình có thêm những thông tin chính xác hữu ích để chia sẻ với tất cả các bạn và mọi người rồi cùng biết luôn nha. Nói chung anh em đi ghe thì những cái chi tiết này nói chung là rất là gành luôn các bạn. Mẫu pha súc nhìn rất là, thấy bạn ăn phía xa mà nhìn thấy nó bóng loáng, nhìn rất là đẹp, bạn quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Chạy hay mình lấy khung cảnh ở xa nó giật các bạn cũng thông cảm cho mình nha. Nhìn là đúng đẹp luôn các bạn ơi. Trang bị cho mình thấy, các bạn thấy cái cần xong rồi bóng đèn đồ đầy đủ rồi không? Biết ghê phía xa này, thôi xem có chuẩn bị cho mình dàn đèn led các bạn. Thấy không, dàn mà đèn quáp vòng vòng cabin các bạn thấy không? Mặt ghe này mở rất là lớn bằng cao mà, như là ghe Phú Yên nó ná ná nhau ạ. Tùy theo ghe lớn nhỏ đó bạn nha. Thì mình cũng chia sẻ với anh em, cho anh em mình xem những khung cảnh ghe ra giao cửa cảng đẹp để lưu giữ làm kỷ niệm luôn. Quá tuyệt vời, nhìn phía xa nhìn nó bóng lón chiếu nhìn rất là đẹp luôn mà không, quá tuyệt vời luôn, trên cả tuyệt vời. Các bạn thấy không, quá đã. Nhìn những chiếc ghe này là ghiền các bạn, đường cong quyến rũ các bạn không, thiết kế chuẩn đẹp, chạy ghe không bị lắc các bạn ạ. Nói chung là ok đúng không ạ. Số hiệu là 90913TS các bạn ơi. Nó chiếc pha súc trên tận là 90913TS đang tăng tốc về cửa cảng Bình Ti để sang cá cơm các bạn ơi. Nói chung là ghe về đây hoạt động rất là nhiều luôn, thì những ghe giả cào đồ cũng hạn hẹp ra khơi đó, nên những ghe này ra đánh bắt cũng không có tốn chi phí dầu nhiều các bạn. Tại vì những ghe này đa số là khi mà định được điểm đánh là bắt đầu là mới ảnh chỉ đậu ghe thôi, bật đèn lên sáng chết sáng lên rồi bắt đầu tắt mở các bạn, để dụ cá lại các bạn ơi. Nói chung là không có dây cá hay như là lưới rút chứ mà giả cào đồ đâu các bạn, những ghe giả cào đồ cũng hạn hẹp ra khơi do giá xăng dầu tăng dèo dèo luôn các bạn, nên ghe đánh bắt cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thì mình cũng chúc cho tất cả anh em luôn luôn sức khỏe dồi dào luôn, đặc biệt chủ ghe đi chuyến nào là thắng lợi chuyến đó nha. Còn thêm ghe đều lắp kích rất đẹp bạn không đó, anh em cũng đang chuẩn bị giặt lưới xong rồi là sang cá các bạn. Mình cũng muốn chia sẻ với tất cả anh em cùng xem rồi, này chưa trang bị dần này đấy các bạn, thấy kênh cabin không toàn cả áp không, nhìn rất là phê. Bạn gần gần anh em cũng đang chuẩn bị giặt lưới rồi, tí nữa là sang cá. Mình cũng chia sẻ với anh em nó thấy không, trên cabin đoạn thấy không, chưa có dần đèn đen 4 đèn led nữa các bạn, nhìn quá tuyệt vời luôn. Đã nãy xong xuôi giờ mới ảnh là sang cá này các bạn. Cơm rồi đó, các bạn thấy cái khủng khiếp không? Thấy thật là khẩm cá các bạn, 30 tấn không các bạn, ghê lắm. Mùa cá cơm ẩm đánh bắt nó rất là hăng say luôn. Cái này
ra của ra Như Ý đó các bạn. Như Ý Mộng thấy không, đang sang cá rất là hăng say luôn các bạn thấy không, cá chắc là dây dây thẩm lái các bạn, nó lên cabin luôn các bạn thấy không, ghê không, quá quá dữ dằn luôn các bạn ơi. Đó, thấy không, khẩm luôn á, khẩm khẩm chiếc xuồng luôn bạn, chiếc xuồng này đang thấy cũng ghe đậu ở ngoài cửa cảng sang cá bạn. Rồi mình gieo một cái thức vào đây nha. Chào cảm ơn tất cả các bạn ủng hộ kênh Minh Thuận Dấu Yêu, và mong các bạn đón xem những video tiếp theo kênh Minh Thuận nha, và góp ý cho kênh Minh Thuận Dấu Yêu rất nhiều.